Mến chào tất cả các cô chú anh chị khán giả nha. Bây giờ là 20 giờ tối ngày 16 tháng 2 năm 2023. Phía trước mặt màn hình các cô chú anh chị đó là trụ tháp T15 phía bên bờ Tiền Giang nha. Thì hiện tại các anh đang làm những cái công việc của khối dầm K2, thì các anh đang bắt sắt cũng như là cốt thép này kia nè cô chú anh chị, rất là đông sắt ở đây nha. Thì các anh đang tập trung ở đây rất là đông luôn. Thì vào buổi sáng thì các anh chia ra mỗi người một cái công việc ở trên đỉnh tháp, rồi ở khúc giữa giữa, rồi ở dưới khối dầm K2 nữa. Nên là chia ra thì mình thấy là buổi sáng thì công nhân ít hơn. Thì vào buổi tối đó thì các anh không có làm việc trên đỉnh tháp, nên là các anh đang tập trung ở phía bên dưới này, rất là đông công nhân luôn nha. Phải nói thì cảm ơn các anh công nhân, các anh kỹ sư đã ngày đêm làm việc để mà sớm mang lại cây cầu cho bà con ở miền Tây của mình không có bị kẹt xe, cũng như là đi lại được thuận tiện dễ dàng hơn. Cảm ơn tất cả các anh rất là nhiều luôn. Thì vào buổi tối đó thì mình quay thì không có được sáng, và những cái từ ngữ về khối dầm K2 cũng như là về xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 đó thì mình phát âm có thể là nó cũng sai lệch một tí, do là mình không có phải là chuyên ngành về xây dựng á, nên là rất là mong các cô chú anh chị thông cảm nha. Thì nếu mà mình có nói sai gì đó thì mọi người góp ý để mà mình hoàn thiện hơn ở những cái video sau nha. Thì vào buổi tối các anh làm việc như thế nào tại trụ tháp T15? Thì bây giờ mời tất cả các cô chú anh chị tiếp tục theo dõi đến hết video với mình nha.